Xin chào quý khách hàng nha. Thì thời gian vừa qua thì bên em nhận được rất là nhiều phản hồi từ quý khách hàng khi mà trải nghiệm xe tải van và đưa ra đánh giá ha. Thì ở đây là công ty bên em đang chuyên về xe van SRM Đông Ben, có dòng X30 V2 và V5, và dòng 868 V2 và V5, và dòng Cannonball đó ha quý khách hàng. Bên em chuyên về ba dòng. Và bên cạnh đó thì nhiều khách hàng mình có mua bên em và cũng như là có mua bên đại lý khác về cái xe tải Thaco Frontier thùng dài đó quý khách hàng, loại thùng dài 26, 29. Thì quý khách hàng mình đưa ra đánh giá là xe đó chạy ngon nè, mà có cái là nó hơi ăn xăng, ăn cỡ 10, 14, 15 lít lượng nha quý khách hàng, rất là mắc luôn. Có con đó là trong cái thời gian kinh tế bây giờ mà chạy con xe đó thì cái lượng tiền mình kiếm vào nó cũng bằng với lại cái lượng mà tiền mình sinh hoạt với lại mình mua 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 xăng rồi. Thì nhiều khách hàng mình cũng đưa ra đánh giá là nếu mà mua con đó thì mua con này nó rẻ hơn, chắc cũng phải là 6 70, con X30 là quý khách hàng mà thùng nó cũng 2 m1 đó. Thì quý khách hàng mình quay lại mình mua con này nên chạy, thì nếu mà chạy dữ lắm thì con này ăn chắc cũng phải là từ 8 lít rưỡi cho tới 10 lít đó, quý khách hàng mình đánh giá là vậy ha. Con này ăn dữ lắm là cũng tầm 10 lít ha, máy 1.5, tải 930 kg ha quý khách hàng. Với lại là trong cái thời gian này thì giá rất ưu đãi nữa, cỡ 250 là chúng ta lăn bánh rồi. Con này là hai chỗ nè, 930 kg hai chỗ, thùng 2 m1. Còn quý khách hàng mà lấy con 5 chỗ thì nó tải là 650, thùng là 1 m4, tải 650 kg thì giá nó cũng không có chênh lệch bao nhiêu hết quý khách hàng, cũng cỡ 285, nó lên chút xíu, thì cũng trong ngưỡng 200 mấy thôi, dễ tiếp cận với quý khách hàng. Trả trước đâu đó là cỡ bây giờ á là khuyến mãi trước bạ nè, trả trước đâu đó là cỡ 60 70 chúng ta lấy xe rồi, dễ rất là dễ tiếp cận so với lại thời gian trước. Còn về cái mẫu Frontier thì anh em mình bỏ ra chắc cũng phải hơn là hơn 100, khách hàng em bên em phản ánh là bỏ hơn 100 để lấy, cái vốn đầu tư nó rất là cao luôn, với lại là cái tiền mình bỏ ra để mình đóng ngân hàng với lại mình sinh hoạt cá nhân mình mua dầu xăng thì nó không đủ đó. Nên là cái đây là cái tình trạng anh em mình mua xe Frontier bữa giờ chia sẻ cho em đó, lên clip này để em báo giá xe thôi, để anh em đưa ra cái đánh giá để chúng ta lấy xe van cho nó hợp lý, cuối năm chúng ta chạy chúng ta tạo lợi nhuận và phát triển công việc. Rồi thì anh em có nhu cầu mua xe van thì cứ liên hệ cho em qua số hotline nha, em vẫn tư vấn chi tiết. Đừng quên ghé qua công ty em để xem xe và trải nghiệm xe nha. Em xin cảm ơn quý khách hàng.